Thầy đã gửi cho em dữ liệu buổi học ngày hôm nay, đó là gì nhỉ? File thực hành trên lớp buổi 5 này và tự học buổi 6 này. Đấy, thầy gửi lại cái file đề thi mẫu PowerPoint này nhá. Và cái file hướng dẫn đặt tên file thư mục bài bài tập tổng hợp và đề thi mẫu PowerPoint. Đây, chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ về nhà ấy, cái đề thi mẫu PowerPoint này là sau buổi này chưa phải nộp. Đấy, nhưng mà buổi sau ấy là chúng ta có cái bài kiểm tra đánh giá cái học phần PowerPoint, nó giống như là ôn nâng cao ấy nha, họ đánh giá học phần PowerPoint nâng cao. Đấy, thế là chúng ta cố gắng là ôn luyện học tập làm cho tốt, và buổi ngày hôm nay cũng phải tập trung nghe giảng làm cho tốt nhá. Để buổi sau chúng ta còn làm bài kiểm tra, đặc biệt là những bạn điểm vuốt đã kém rồi nhá, thế chúng ta sẽ giải nén cái thư mục này ra. Cái cửa sổ Fiverr này, chúng ta mở rộng cỡ độ khoảng gần 2 phần 3 màn hình nhá. Đấy, sau đó thì ta mở cái thư mục vừa giải nén ra xong. Đây ta có hai cái yêu cầu đề, thì ta mở với Microsoft Edge nhá. Cái phần cửa sổ Microsoft Edge ấy, thì các em mở 1 phần 3 màn hình còn lại, phần màn hình trống còn lại nhá. Đây, ta mở cái yêu cầu này ra ta xem. Thì chúng ta người ta yêu cầu mình là ổ T nhá, nhưng mà máy của mình là không ổ T đâu, ổ T này là trên ổ đĩa của phòng máy tính ở trường. Đây, chúng ta sẽ tạo thư mục trong các ổ A, trong các cái ổ từ D trở đi nhá, không nộ không làm trong ổ C nhá. Chúng ta tạo thư mục, ta vào file này, vào home này, new folder này nhá, ta gõ tên sinh viên không dấu không họ đẹp, mã sinh viên đầy đủ, hôm nay mình học vào buổi 5, loại hình bài là thực hành trên lớp. Đấy, ta mở ra. Thư mục của ta là thư mục rỗng, đúng không? Ta đọc tiếp đề thì người ta yêu cầu mình giải nén cái file này, thì đề thầy gửi là không nén nữa, đúng không? Thì ta mở luôn cái file gì? Phần 3 thực hành trên lớp 1 đây. Với Microsoft Word. Đấy. Đọc ra lại nhá. Thế trong cái yêu cầu này là chúng ta phải mở cái file dữ liệu mẫu 1 này ra trong PowerPoint nhá. Nói là trong PowerPoint, điều đó có nghĩa là ta phải khởi động PowerPoint trước này, rồi ta mới mở file trong PowerPoint. Các em lưu ý mình học PowerPoint nâng cao hay Word nâng cao hay Excel nâng cao thì tất cả là chúng ta đều phải làm mọi thao tác ở trong nó, bao gồm mở file, đóng file, ghi file, đổi tên file, đấy chưa? Đấy, ở trong PowerPoint, trong ứng dụng đấy nha. Thế nên ta không tùy tiện, ta đáp luôn click trực tiếp vào đây, đấy chưa? Đây, cửa sổ PowerPoint này mình cũng để chung với cửa sổ Fiverr nha, bên phần bên trái. Đấy, bên trái là cửa sổ làm việc, còn bên phải là nơi để ta đọc đề ta lại. Nên ta mở file theo yêu cầu. Và ta đổi tên file thành file theo yêu cầu như này nha. Thì chúng ta ấn F12. Ta đi đến theo đường dẫn đến nơi chứa thư mục của mình này, cũng như Word nâng cao mà ta đã học, ta ấn F2 để lấy tên, ta copy nhá, Ctrl+C, Enter một lần, hai lần. Thế thì cái tên thư mục của chúng ta ấy, nó nằm ở trên thanh địa chỉ đấy, tức là thư mục đã được mở, ta thực hiện, ta tap một lần, hai lần. Con trỏ Focus đây vào ô file name thì ta Ctrl+V nhá, ta gõ số 1 ở đây và ta sang lùi sang bên này, ta gõ đây là PowerPoint phần 3 nhá. Đấy, save.
gửi lên file xong người ta sang cái file người ta đọc yêu cầu ta làm. Đấy, thế thì trong yêu cầu này ấy, là chúng ta phải làm slide master tạo layout mới đúng không? Đấy, thì chúng ta nhìn cái cỡ slide này, bước 2 nhá. Các em ở trong cái đề mà thầy gửi cho các em ấy là nó có cái hai cái file Word, ta cũng mở luôn ra để ta làm. Nha. Đây là cái file đầu tiên ấy là file lý thuyết trần hình nền và slide master. Thì chúng ta xem là các bước để tạo file trình chiếu này. Nên là chúng ta có 5 bước này, 1 2 3 4 5 đúng không? Thế trong 5 bước này thì đầu tiên là mình phải tạo file mới, ghi file lên đĩa thì ta vừa làm rồi, hoặc là mở file đã có đổi tên file nha. Thứ hai là ta phải thiết lập trang in. Đấy, thế thì bước 2 này là mình phải xem là cái bộ slide mẫu này của mình là cỡ bao nhiêu. Thì trong bài PowerPoint của mình phải thiết lập cỡ đúng như vậy. Nha, thế thì cỡ của mình hiện nay đang là 16:9 đúng không? Ngầm định mở ra nó là 16:9. Thì cái cỡ của đề bài đấy cũng là 16:9 đúng nhỉ? Như vậy là ta không phải đổi nữa. Đấy nhá, và ta sang bước 3 là ta phải thiết kế trong slide master đúng không? Thiết kế các phần giống nhau chung trong slide master. Đấy, rồi ta có thể ta tạo layout mới đúng không nha. Vậy thế thì bài này là mình sẽ làm, bắt đầu là mình sẽ sang mình làm bước 3. Vậy thế thì trong cái bài này ấy, mọi cái việc thiết kế trình bày slide master rồi tạo layout mới nhá, đây tạo layout mới đây thầy hướng dẫn đây rồi, ta thực hiện nha. Thế ta chú ý này, tập trung chú ý nghe giáo viên giảng, sau đó giáo viên giảng xong thì các em đọc cái hướng dẫn này để các em làm đúng không nha. Đấy, còn thiết kế slide master này thì chúng ta đã học ở căn bản rồi đúng nha. Bây giờ ta chỉ có gọi là ta ôn lại thôi. Thế để thiết kế slide master này ta vào đâu? Ta vào menu view đây, theo thứ tự đây nha. View này, slide master này. Đấy, xong rồi slide master là gì? Là slide to nhất trên cùng bên cạnh có số 1 này. Đấy, ta đưa thanh chuẩn này lên. Nha, thấy slide to nhất trên cùng bên cạnh số 1 đây. Bắt đầu ta thiết kế theo mẫu, ta gồm có yêu cầu thiết kế trong slide master là chỉ có hai cái logo thôi nha. Đấy, ta nhìn thấy hai logo này. Thế đầu tiên là để làm cái hình ảnh có sẵn là logo, ta vào đây ta zip PC này nha, ta chèn, ta đi đến cái thư mục chứa đề của mình. Ta mở phần 31 ra hình ảnh đây, ta chèn cái logo này. Nha, xong rồi gì? Chúng ta thu nhỏ lại, ấn shift để thu nhỏ cho và mũi tên nhá, vào ấn shift này rồi đưa vào góc trái hoặc là góc phải này, đưa vào góc và ta thu nhỏ nhá, để cho nó cân đối. Thứ hai là ta phải thiết kế cái logo này ấy, thì ở bên ngoài bài nha, ta lại quay ra ta đóng slide master lại đã. Đấy, các em thấy là lúc này là tất cả đều đã có logo ở góc rồi nha. Bây giờ ta quay ra ta phá khối cái này, đúng là mình phải làm trước nhưng mà thầy quên đúng không? Đấy, thế bây giờ ta chỉ copy riêng cái này vào thôi, Ctrl C nha. Xong ta lại quay lại chế độ slide master, chọn slide master để ta thiết kế, ta paste vào đây, Ctrl V. Đấy, sau đó ta lại gom nhóm nó vào nha, ta đổi màu nền cho cái đối tượng shape này nha, là màu này nha, xong ta thu nhỏ lại, ta ấn shift nha, thu nhỏ góc để cho nó thành cái hình tròn đều. Đấy, cỡ như này xong bắt đầu là ta chèn cái textbox để ta gì, ta làm, ta gõ chữ gì nhỉ, my food, enter xuống. Chúng ta cái chữ ngoài phút này mình cho to lên, to lên 32 rồi nha, ta đặt luôn ở đây, đặt ở đây. Xong chúng ta chọn cả hai đối tượng này, ta gom nhóm lại, group group, ta đặt sang góc trái nha. Như vậy mình đã thiết kế xong cái yêu cầu về slide master.
Nào, bây giờ ta sang ta thiết kế tiếp cái layout mới nhá. Thế để tạo cái layout mới ấy, đúng không, thì theo các bước hướng dẫn đây nhá, ta phải có click chọn slide master, đúng không? Đấy, sẽ có click chọn slide master này, xong trong cái thẻ slide master đây ta chạy insert layout. Khi mà ta làm cái này ấy, thì đảm bảo là cái layout mới của ta nó sẽ nằm cuối danh sách các layout mà PowerPoint có nhá. Đấy, sau ta đổi tên luôn. Đấy, ta đổi tên thành layout 4 đĩa hình nhá. Thế trong cái mẫu slide 1 này, để dùng cái layout này ta thấy nó không có tiêu đề, ta xóa cái text placeholder tiêu đề đi nhá. Xong bắt đầu ta thiết kế 4 cái đĩa hình này. Chúng ta đầu tiên ấy là ta sẽ phải tạo ra một cái lưỡi cắt vào cái picture placeholder để nó tạo ra cái này. Đấy, ta còn gọi là chế âm bản này nhá, ta chọn shape này. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái đối tượng là blue note, tức là circle hollow nhá. Đấy, ta vẽ cái vòng ngoài của cái đĩa. Ấn shift này. Theo cái đĩa này ấy, cái vòng ngoài này ta hình dung thấy là nó chiếm, đây là một giữa này. Nhá, thì nó chiếm gần 1/4. Các em bấm vào cái nút này, ta di chuyển nhá. Đấy, đến đây, xong. Ta chèn tiếp một cái hình tròn. Như này. Nhá, xong rồi ta căn chỉnh cho hai hình này nó trùng tâm nhau. Để căn chỉnh giữa các đối tượng, người ta phải vào menu chọn các đối tượng này cần căn chỉnh này. Shape menu drawing tool nhá, thẻ shape format này. Nhóm rang này. Hoặc là object này, cái này nọ mình làm rồi đấy nhá. Nhá, xong cái này cái mục là align selected object này phải được chọn. Đấy, sau đó chúng ta thì căn chỉnh vào giữa theo phương ngang, căn chỉnh vào giữa theo phương đứng. Đấy, và ta lưu ý cái khe hở này nó bé bé thôi, nó rộng quá hình nó xấu nhá. Đấy, sau đó chúng ta sẽ để chèn tiếp một cái hình chữ nhật hoặc là hình vuông, tương đối thôi, không cần nữa, nhá. Đấy. Thế ta đổi nó thành màu gì, màu đỏ để phân biệt giữa hình nhá. Xong rồi ta cho nó xuống, nằm xuống phía dưới các hình vừa vẽ bên trên. Sau khi mình làm xong này, nếu mình sẽ thực hiện cắt hình thì vật màu đỏ này sẽ là được cắt lại nhá. Đấy, xong ta ấn shift, ta chọn tiếp hai cái vật hình màu xanh đây nhá. Ta vào này, drawing tool này, shape format này, nhóm insert shape này, mời shape này nhá. Đấy, xong rồi để ta chọn subject cắt hình, hôm trước là mình học cắt hình rồi đúng không. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chèn cái, đây là tôi có cái lưỡi cắt rồi, nó thủng này, các em nhìn chưa. Đấy, và khi mà tôi cắt qua một vật ấy thì mà tôi gạt cái phần thịt này, tôi dùng để tôi gạt bỏ cái vật kia đi, thì cái phần lỗ thủng này sẽ là cái phần thịt giữ lại của cái vật bị cắt nhá. Thế bây giờ chúng ta sẽ vào slide master này, trong nhóm master layout này, chọn vào nút thả xuống là insert placeholder, tôi chọn picture nhá, tức là cái đối tượng giữ ảnh. Đấy. Picture placeholder, các em vẽ vào trong cái vùng phần thịt nhá, vào cái picture placeholder này sẽ là vật bị giữ lại nào, tức là vật bị cắt. Ta chọn tiếp lưỡi cắt là hình đồng màu đỏ, ta lại gì, vào drawing tool này, shape format này, insert shape này, merge shape này, subject này, được chưa? Ôi chết rồi, hỏng rồi, chọn ngược rồi. Còn lại nhá. Đối tượng picture placeholder là đối tượng được giữ lại này. Đối tượng thứ hai là ấn shift là đối tượng này bị cắt này. Đấy, ta vào format shape này, insert shape này, merge shape này. Đấy, được rồi. Nha, chúng ta đã được một cái hình tròn đây rồi. Ta để vị trí. Sao cho cái cân đối với cái hình này. Được chưa? Cho nó xuống thấp một tí nữa. Đấy, được rồi. Thế sau ta nhân bản lên, Ctrl C, V, V, V. Đối tượng thứ hai tôi để sau này.
quan trọng nhất là ta tính để cho nó cân đối trong slide bố cục ấy nhá, là khoảng cách từ cái mép trái của vòng tròn đầu tiên đến mép trái của slide, thì bằng khoảng cách từ mép phải của vòng tròn cuối cùng đến mép phải của slide. Ta chọn cả bốn slide này, ta căn chỉnh vào shape format này, vào line này, ta chọn bằng đỉnh này, xong rồi ta chọn là gì, phân phối đều theo phương ngang. Phân phối đều theo phương ngang có nghĩa là distribute horizontally nhá. Đấy, xong bây giờ ta vẽ tiếp bốn cái đối tượng text vào đây không là xong. Cái text vào đây không này ta vẽ, ta xóa cái text từ mức 2 trở đi để cho nó khỏi rối hình. Chúng ta di chuyển để cho nó đồng tâm đấy, các em nhìn thấy đây là biểu tượng là đã đồng tâm rồi này, đồng tâm theo phương ngang đấy. Ta Ctrl C luôn, Ctrl V, 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 bốn đối tượng. Ta dịch sang này, quan trọng nhất là mình để đồng tâm theo phương ngang nha. Xong rồi mình lại chọn bốn đối tượng này, mình căn chỉnh lại gì, căn chỉnh bằng đỉnh này ở line mình top này, lại phân phối đều theo phương ngang này. Đấy, như vậy là mình đã thiết kế xong yêu cầu của bài là gì, là thiết kế xong cái layout mới là layout bốn hình nhá. Đấy, chúng ta đóng lại chế độ slider lại, ta vào này trong cái layout này, vào menu home nhá, nhóm slide này, nút lệnh layout này, ta bấm đây, ta thấy chúng ta đã có một cái layout mới, layout bốn hình mà nó để ở phía dưới cuối cùng trong danh sách các layout. Thế thì lưu ý là tất cả các layout mà chúng ta tạo ra là chúng ta làm là chúng ta phải để nó riêng ra một vùng, không được để lẫn lộn vào bên trong các số slide có sẵn của hệ thống PowerPoint nhé. Để thứ nhất là dễ tìm kiếm, cái thứ hai là tránh làm hỏng các slide, cái bố cục trình bày các cái mẫu slide, bố cục trình bày của hệ thống PowerPoint. Đấy nhỉ? Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái slide mới này, ta click vào cái nút bên trên này nhá. Đấy. Đấy, xong ta đưa nó lên trên đầu. Đấy, và lúc này cái slide 1 này ta áp dụng layout nào? Tôi sử dụng layout 4 đĩa hình, tôi chèn hình. Bốn cái text này nhá, là các em sẽ gõ dữ liệu, nhập dữ liệu cho nó đúng không ạ? Thầy gõ tượng trưng thôi. Làm sao ta thiết kế nhá, cái phần này là các em phải thiết kế xong slide master này, thiết kế xong cái layout này này, và ta làm xong slide 1 nhá. Thế cái nội dung gõ này chưa xong thì để lại, nhưng mà trong giờ ta phải xong tất cả các cái thiết kế này, ta học được kỹ năng nhá. Bây giờ các em sẽ làm trong 20 phút. Đấy, ta làm đến 8 giờ nha, ta dừng bài để ta sang phần tiếp theo.